Còn các cậu nữa, cảm ơn chủ Giang tuyên truyền cho cậu một đợt hiệu quả khá chuẩn nha. Cảm ơn Lâm Đại Vi đã kéo nghề nem này theo. Nào, mời cậu một ly. Nào, cũng đừng quên tôi với Tiểu Kỳ. Cậu có tiếng tăm rồi, cũng giúp tuyên truyền giúp một chút vở kịch mới của chúng tôi, để có thêm nhiều người tới gặp hát, thưởng thức màn biểu diễn tinh xảo của Đặng Tiểu Kỳ. Không thành vấn đề. Trời ạ, em còn chưa dám nói vậy. Cho tới bây giờ đến cả cửa biểu diễn em còn chưa đòi được tới nữa. Không thể nói gì được. Đúng là không thể nói gì được. Cậu xem ca lúc mới vào nghề đều không lần mò từng bước chứ. Cậu thấy như mình đây, một đứa tốt nghiệp trường tỉnh, mỗi ngày dạy lũ trẻ học, mơ mơ hồ hồ cũng có thể tự mở được một khoảng trời riêng cho mình. Đặng Tiểu Kỳ cậu xuất thân từ trường xịn trong nước, còn là chuyên gia du học từ nước ngoài về, sao lại không được chứ? Tụi mình đều đang đợi cậu tỏa sáng trên sân khấu đây. Mình coi như nhìn ra được cậu đang rất có tinh thần rồi, khác xa mấy ngày trước. Diệu Diệu, sự nghiệp của cậu hồi sinh tràn ngập hy vọng, chẳng phải là nên cảm ơn vị này một chút à? Người ta thực sự là đã chạy khắp nơi với cậu mấy ngày liền. Mình đang tính cảm ơn đây, còn cần cậu nói chắc. Nào, tại đây vô cùng cảm tạ nhiếp ảnh gia, người đã chỉ đường, lên kế hoạch kim đầu bếp của tôi, ngài tiền tâm nhất. Cảm ơn bà chủ đã cho tôi một cơ hội làm việc, khiến cho cuộc đời tôi có thể mở ra một phó bản mới. Khách sáo rồi. Đúng rồi. Nói tới mở ra phó bản, mình cũng có việc muốn tuyên bố. Cuối tuần này mời mọi người tới tiệm mới của mình, giúp mình khảo sát nội bộ chút. Cậu có món gì mới, nói cho cậu biết. Dầu mỡ quá mình không ăn nhé. Bây giờ mình thường xuyên phải xuất hiện trước ống kính, mình phải giữ dáng. Ai bảo cậu thử món ăn chứ? Giang Thiên Hạo này cũng chỉ biết làm đồ uống thôi. Bây giờ người ta chú trọng phát triển đa hướng toàn diện, phải tìm ra nhu cầu thực sự của người trẻ tuổi hiện giờ. Thế nên mình quyết định từ ngành đồ uống tiến công vào ngành công nghiệp văn hóa của các cậu, nắm bắt cả hai mặt vật chất và tinh thần, bày một sạp hàng, mở một quán game nhập giai. Game nhập giai? Cậu cũng bắt trend nhanh ghê. Nhiều bạn học đồng nghiệp của mình chơi cái này lắm, phải không? Game nhập giai không phải là kiểu một đám người tụ lại cùng đọc kịch bản à? Vậy đối với tụi mình mà nói không phải là ngang với tăng ca à? Nông cạn quá rồi. Đối với các cậu mà nói, đây là nâng cao nghiệp vụ. Phổ cập một chút cho mọi người nhé. Trọng tâm của game nhập giai này, ý trên mặt chứ, kịch bản. Đúng rồi. Các thể loại kịch bản có rất nhiều. Thể loại tình cảm, dàn trận, kiểu suy luận, kiểu vui vẻ, có đủ loại cả. Trò chơi này, nó chủ yếu đánh vào thuộc tính giao tiếp xã hội, xã giao, chính là thiên tính của kẻ hèn này. Có thể tận dụng được hết nguồn nhân mạch mà mình tích góp mấy năm nay ở Giang Châu. Đây cũng coi như là vận dụng hết khả năng. Thế nên tuần này mình làm một buổi khảo sát nội bộ, mọi người cũng giúp mình cho ý kiến. Sau đó mình sẽ chính thức kinh doanh. Làm ăn trong lĩnh vực này phải chú trọng nhanh, chuẩn, chính xác. Nào, chúng ta cuối tuần này không gặp không về, có được không? Được. Nào, nào nào nào, không phải chứ, đợi chút. Hôm nay không phải là tiệc mừng công của mình sao? Sao lại biến thành tiệc khai trương của cậu vậy? Giống nhau cả mà. Chúng ta đều khai trương thuận lợi, việc tốt thành đôi, song hỷ lâm môn. Nào, cạn một cái. Cậu đúng là giỏi xã giao, thiền tính thôi. Xã giao quá rồi đấy, suốt ngày nói mình. Mời nào. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào sếp Tiêu Dao. Số liệu của tôi không tệ. Ngày đầu tăng 10 vạn. Nào chỉ là không tệ chứ. Khá tốt đấy. 10 vạn à? Đây không phải là trình độ trung bình của công ty mình sao? Tôi chỉ mượn được chút gió đông thôi. Nói tốt xíu là muốn lên mặt ha. Không cần khiêm tốn. Series mới không nhân công, không thiết bị, không có khán giả cố định như cô, cộng thêm giới thể chất người mới như cô, thành tích thế này cũng chỉ có năm đó lúc tôi mới vào ngành có thể làm ra được. Anh lại khoe ngầm. Anh đang khen tôi hay là tự khen mình đấy? Đều có cả. Tầng bốc lẫn nhau thôi. Không cần quá nghiêm túc. Nhưng mà tôi có một tin tức, không biết với cô mà nói là tốt hay xấu. Vi diệu như vậy sao? Cậu trai nhỏ quay video chung với cô trở thành hot mạng rồi. Chuyện gì vậy? Không biết là ai đăng clip riêng hai người cứu người lên trên mạng. Bây giờ hai người bùng nổ trên mạng rồi. Lâm Diệu Diệu, cô được đấy. Có một người bạn bảo bối như vậy. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn đề tài có đề tài. Nghe nói còn học giỏi nữa.
Đây không phải là thể chất nổi tiếng trời sinh sao? Lâm Diệu Diệu, vào đây với tôi. Vâng. Thế nên tôi mới nói, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Đi đi. Giám đốc Điền, Diệu Diệu, chúc mừng cô phất cờ thắng lợi. Chương trình của cô có thể giữ lại. Tiếp theo đây, tôi sẽ sắp xếp nhân lực vào vị trí quảng cáo tương ứng cho cô. Giám đốc Điền, sao vậy? Cô nói đi. Trước đây chúng ta đã nói rõ chuyện phạt Lữ Gia Duy, có phải là bây giờ vẫn chưa phải lúc? Sao hả? Cô không buông bỏ được à? Cô phải làm quen, làm việc chung với cậu ta. Người tôi có thể bỏ qua, nhưng chuyện này tôi không buông bỏ được. Được, vậy thì chúng ta dùng số liệu để nói chuyện. Lúc đầu chúng ta đã nói giá trị mà cô sáng tạo ra phải vượt cậu ta. Cô tự xem đi. Đây là không công bằng mà, giám đốc Điền. Chương trình của anh ta là chương trình lâu đời, nhóm khán giả tương đối ổn định. Nhưng thực ra chương trình của anh ta cũng rất khó để thu hút người mới. Nếu như không tiếp tục sáng tạo cái mới, còn sẽ dễ dàng tụt dốc. Nhưng chương trình của tôi mới bắt đầu, tình thế rất tốt, tôi cảm thấy cũng được. Cho dù nơi cô muốn leo lên là đỉnh Everest, bây giờ cô cũng mới đang ở dưới chân núi. Dù rằng người ta chỉ trèo đỉnh Mont Blanc thì cũng đã ở trên đỉnh núi. Giữa hai người vẫn là có cách biệt khoảng cách. Có tự tin là một chuyện tốt, nhưng tự tin mù quáng rồi biến thành tự cao lại là một chuyện khác. Trước tiên hãy tiếp tục giữ vững nhiệt độ rồi nói tiếp. Tôi phải duy trì trong bao lâu mới có thể trở thành chương trình cố định? Năm tới 8 kỳ, ít nhất phải hoàn thành thời gian một quý. Đúng rồi, tới lúc đó cô vừa lúc hết thời gian thực tập nhỉ? Đúng, tới lúc đó chúng ta bàn tiếp, để xem mọi thứ có thể tiếp diễn hay không. Được, không thành vấn đề. Vào đi. Giám đốc Điền, bên ngoài có một vài đơn vị truyền thông cá nhân và phóng viên, nói là muốn phỏng vấn cô ấy. Được, vậy tôi ra ngoài ứng phó một chút. Cô ứng phó ai? Chúng ta chính là đơn vị truyền thông cá nhân, có độ hot, đương nhiên phải giữ lại cho mình chứ. Tiêu Dao, cậu xử lý một chút đi. Không được nữa thì gọi bảo vệ, đuổi người đi. Được. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp phỏng vấn độc quyền và đẩy mạnh cho cô. Tối nay sẽ lên sóng luôn, vừa hay kết hợp với chương trình mới của cô, là một quảng cáo miễn phí. Lát nữa cô tới phòng họp trước, làm phần phỏng vấn luôn đi. Được, không thành vấn đề. Đúng rồi, gọi cả người bạn kia của cô tới, cái người cứu người cùng với cô đó. Giám đốc Điền, cậu ấy không quá thích xuất đầu lộ diện. Có thích hay không không quan trọng, quan trọng là cô phải nghĩ cách khiến cậu ấy xuất hiện trong ống kính mới được. Giám đốc Điền, tôi vẫn cảm thấy, tôi không cần cô cảm thấy. Bây giờ tôi đang truyền đạt nhiệm vụ cho cô, chứ không phải trưng cầu ý kiến của cô. Còn ngay ra đó làm gì? Đi làm đi. Vâng. Xin chào. Xin chào. Xin hỏi cậu là người đã cứu anh shipper kia có phải không? Sao vậy? Có thể tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi một chút không? Tôi không có gì để nói. Có thể chia sẻ một chút cảm nhận chân thực lúc cậu cứu người không? Xin đừng quay nữa, cảm ơn, tôi phải về nhà. Vậy video là thật sự hay là kế hoạch tại chỗ của các cậu? Xin lỗi, tôi phải về nhà. Xin tránh đường giùm. Tại sao cậu không muốn tiếp nhận phỏng vấn? Bây giờ vì muốn thu hút sự chú ý mà người ta việc gì cũng làm được. Xin anh chị tránh giùm. Có phải các cậu vì muốn thu hút fan? Tôi cầu xin mọi người hãy tránh ra giùm tôi. Tôi thấy gần đây các cậu cũng tăng không ít fan. Tôi phải về nhà. Có phải phía sau đội của cậu là có sự đầu tư của tư bản đúng không? Tiếp theo có phải các cậu muốn tiếp tục giới? Làm gì vậy? Trả điện thoại cho tôi. Các người làm gì vậy? Ngang nhiên với rối cuộc sống của người thường à? Cô là ai? Cô có phải là người của đội ngũ của ấy không? Tôi là người nhà cậu ấy. Tôi cảnh cáo các người, mau rời đi. Nếu không tôi báo cảnh sát. Cô trả điện thoại cho tôi trước. Vẫn còn quay à? Có tin tôi đập vỡ điện thoại cô không? Cậu không sao chứ? Mau nằm chút đi. Nào, uống nước chút. Chóng mặt hả? Có ai không?
Lâm Diệu Diệu, xin chào. Có chuyện gì không? Tiền Tâm Nhất có đây không? Cậu ấy có hơi không thoải mái. Diệu Diệu, Diệu Diệu, sao cậu lại tới đây? Mình nhắn tin cho cậu không thấy cậu trả lời. Mình có chút việc tìm cậu. Có việc gì vào trong rồi nói, đừng đứng ở cửa nữa. Đúng đó, vào phòng nói đi. Chỉ nói mấy câu nói xong là đi thôi. Vậy hai người nói chuyện đi. Diệu Diệu, có chuyện gì vậy? Cậu lại không thoải mái à? Không có, vừa rồi mình mới chạy bộ về, cho nên mới đổ mồ hôi. Không sao, cậu không cần lo cho mình. Cái đó vlog lên sóng rồi. Có rất nhiều người xem, đều xem được chuyện của anh shipper. Mình biết. Hôm nay có rất nhiều người tới công ty tìm mình, muốn tìm mình phỏng vấn. Mình không biết có ai tới tìm cậu không. Mà internet là vậy, truyền đi rất nhanh. Không sao, lúc đăng tài liệu thực tế mình đã chuẩn bị tâm lý rồi. Hơn nữa, người khác để ý tới, chứng tỏ video của chúng ta hot. Đây là chuyện tốt. Cậu thực sự nghĩ vậy sao? Cái đó, giám đốc Điền tới tìm mình. Công ty của mình hy vọng cậu cũng có thể tiếp nhận phỏng vấn. Nhưng cậu không cần khó xử, chúng ta có lợi cho cậu không? Nếu như có, mình có thể. Tụi mình là bạn bè bao nhiêu năm, nếu ngay cả lời cậu nói là thật lòng hay dối lòng mình cũng không phân biệt được, thì uổng phí giao tình nhiều năm của chúng ta rồi. Cậu tới đây tìm mình không phải là muốn mình xuất hiện. Mình qua tìm cậu là muốn trực tiếp gặp mặt, nhìn rõ thái độ của cậu. Cậu yên tâm, mình sẽ không bán bạn cầu dinh đâu. Mình chỉ muốn nói với cậu là những chuyện hot trên mạng, chuyện này nói chuyện kia, dân mạng đều chẳng nhớ lâu đâu. Mấy ngày này cậu hãy bớt ra ngoài chạy bộ, tránh đi một chút. Đợi qua vài ngày có chuyện mới xảy ra, mọi người sẽ quên chuyện này ngay. Tới lúc đó, cậu sẽ có thể trở về cuộc sống bình lặng của mình. Những thứ khác giao cho mình xử lý là được. Cậu nghỉ ngơi đi, mình nói xong rồi. Nói với cô ấy một tiếng, mình đi đây. Lúc cứu người cô đã nghĩ thế nào vậy? Thì dập tắt lửa, nhưng đừng để lửa cháy lên mình. Nếu như có lần sau, cô sẽ đưa ra lựa chọn giống như vậy chứ? Có lần nữa à? Dựa vào đâu chứ? Cô cho rằng phẩm chất như thế nào đã thúc đẩy cô làm ra hành động không tư lợi gì, thậm chí còn có chút màu sắc anh hùng như vậy? Thì là kiểu dễ nóng đầu, khí chất ngáo ngơ. Chẳng trách cô quay xong nhanh như vậy. Lợi ích ý nhiều ha. Tôi cảm thấy nói dài dòng, đọc thuộc cả bài viết, sẽ không ai thích xem. Không phải chúng ta theo đuổi sự chân thật sao? Cô xem tôi chân thật biết bao nhiêu. Tham sống sợ chết, nhát gan thỏ đế. Đó chính là khắc họa cuộc đời tôi. Nếu cô đã theo đuổi sự chân thật tới vậy, vậy thì bây giờ nói tôi biết bạn cô không thể xuất hiện, nguyên nhân là gì? Cậu ấy không muốn tới, tôi cũng không muốn khuyên. Đây không phải là chuyện muốn khuyên hay không. Đây là mệnh lệnh mà cấp trên giao cho cô. Thế này đi, cô đưa thông tin và địa chỉ của bạn cô ra đây. Tôi sắp xếp người đi phỏng vấn. Xin lỗi giám đốc Điền, tôi không thể đưa cho cô được. Cô có ý gì? Bởi vì cô ấy là bạn tôi, thế nên tôi tôn trọng cô ấy. Cô tôn trọng bạn cô, nhưng cô không tôn trọng công việc này. Đám người chúng ta hiện giờ đang làm gì? Đang tranh giành nhiệt độ dẫn dắt lưu lượng. Cô không đưa cho tôi đủ tư liệu thực tế và góc nhìn toàn diện, làm sao tôi giúp cô được? Lâm Diệu Diệu, cái dáng vẻ kiểu nhìn không thấu, chạm không được của cô không làm ngành truyền thông cá nhân được đâu.
Truyền thông cá nhân là phải khui hết mọi thứ của bản thân mình cho mọi người xem. Cô đào bới tôi nhận. Nhưng cô không thể kéo cả bạn tôi vào. Tôi cảnh cáo cô, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Nếu còn có lần sau tôi giao việc cho cô mà cô không thể hoàn thành tốt, thì hãy lo thu dọn đồ đạc mà đi tìm bạn của cô. Dân Đại Dĩ, chương trình của Diệu Diệu không phải sắp chiếu rồi sao? Tôi muốn xem chút, sao tìm hoài không được? Đây, tôi tìm cho bà. Nào, chúng ta ở đây có tài khoản chính thức. Đây, bà phải tìm kiếm trước. Đây là tài khoản chính thức của họ. Nhấn vào theo dõi. Nhìn đã biết chưa? Nhìn đi. Bà xem. Nhấp vào. Được. Chú xem. Đây là Diệu Diệu sao? Đây là Diệu Diệu. Giọng nói nghe có chút khàn. Chắc chắn là do uống ít nước rồi. Nó không bị bệnh đi chứ? Không thể nào, bà xem tinh thần nó vẫn tốt vậy mà. Diệu Diệu, đừng dùng tay. Sao vậy? Sao lại cháy vậy? Nó còn lao lên nữa. Tôi còn chưa xem xong, bà lấy đi làm gì vậy? Thầy Thiệu, làm gì vậy? Làm gì vậy? Alo, Diệu Diệu, sao con có thể làm việc nguy hiểm như vậy hả? Con là mèo chắc, con có 9 cái mạng sao? Tình huống như vậy mà con còn lao lên. Cúp điện thoại của tôi rồi. Bà đừng nóng vội. Nó chỉ hăng hái làm việc nghĩa, đây là chuyện tốt. Tôi còn chưa nói xong nữa. Không phải bà mà gặp chuyện như vậy, bà cũng lao lên như vậy thôi. Bà đừng mắng con bé. Tôi đã mắng gì nó chứ? Lại cúp điện thoại của tôi rồi. Tôi có thể lao lên giúp, nhưng Diệu Diệu thì không được. Lâm Đại Dĩ, tôi nói ông hay. Lâm Diệu Diệu mà còn không có mức độ, chuyện gì cũng dám làm như vậy. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Rồi lúc đó ông ở đó mà khóc. Ông cứ đợi mà người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi. Bà nói cái gì vậy trời? Còn nữa, đừng có chuyện gì cũng đổ lên tiền mãn kinh. Tôi ghét nhất là ba chữ đó. Có gì nói đó. Ông là bác sĩ sao mà lại thích bốc thuốc khám bệnh cho người khác vậy? Được rồi, không nói không nói. Nhưng chuyện này đợi Diệu Diệu về, bà bình tâm lại nói chuyện với nó được không? Tôi không có gì để nói với ông cả. Cô tan làm rồi mà công việc vẫn còn bận vậy sao? Cũng hết cách. Làm công cho mình thì phải làm hết sức. Cô tự mình làm chủ sao? Mở một công ty nhỏ.
Ngủ ngủ, chỉ biết có ngủ. Sao vậy? Sao có thể an tâm mà ngủ được vậy? Ông không những ngủ mà còn ngáy. Không những ngáy mà còn ngáy rõ to. Ông muốn tôi tức chết đúng không? Tôi dỗ bà cả một buổi tối, bà đều không để ý tới. Ức hiếp người ta quá nha. Thế nào? Có phải rất có cảm giác công nghệ cao không? Đây là kiểu trang trí theo chủ đề mà tôi khai phá ra. Cảm ơn. Tốn thời gian, sức lực, còn tốn tiền bạc nữa. Chỗ chúng ta đây rất khác biệt. Đầu tư thiết bị một lần luôn. Quan trọng là có thể thay đổi chủ đề tùy ý. Các cậu vào văn phòng này có thể giúp các cậu nhanh chóng nhập vai vào kịch bản. Các cậu có muốn không chìm đắm cũng không được cơ. Được rồi, tôi xin long trọng giới thiệu. Nào, vị này là người dẫn chuyện mà tôi bỏ giá cao ra mời về. Lát nữa chúng ta đi theo tiết tấu của cậu ấy là được. Nào, cậu tới đây. Thưa các vị khách quý, chào mừng mọi người đến với lâu đài Lannister. Tôi là quản gia Louis, gia tộc Lannister công khai chọn rể, yêu cầu là hiệp sĩ trên 20 dưới 35 tuổi. Tới cuối cùng có 3 vị hiệp sĩ được vào vòng trong. Bữa tiệc tối nay là do Lannister nhỏ mời 3 vị hiệp sĩ được chọn tiến hành vòng đấu cuối cùng. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ vị hiệp sĩ này, lần lượt tự giới thiệu bản thân mình. Chào mọi người, tôi là hiệp sĩ Gaheris. Tôi là một người mập, sở trường là bắn cung. Còn nữa, tôi yêu thầm Linda, nhưng tôi lại mê luyến quyền thế của gia tộc Lannister. Vị hiệp sĩ này, tôi là hiệp sĩ Gareth, sở trường là cưỡi ngựa. Tôi có một bí mật, đó chính là đến lúc yêu đương với Mary, người hậu của tiểu Lannister. Tôi là Mary. Tôi là hiệp sĩ Zeren, thông thạo mưu lược và cờ tướng, ngưỡng mộ tiểu Lannister đã lâu. Tới vị nữ sĩ này, không, tôi còn chưa nói hết. Lần này, tôi nhất định phải ôm người đẹp về nhà. Vậy chúng ta bắt đầu từ quý cô này. Tôi là Linda, là bạn thân của Lannister. Tôi là Lannister, là người thừa kế nữ duy nhất của gia tộc. Hôm nay, chồng của tôi sẽ là một trong 3 vị hiệp sĩ ở đây. Cũng đẹp quá, cứ như công chúa. Tôi là Mary, là hầu nữ của Lannister. Tôi với ông chủ của tôi lén lút yêu đương. Cô gọi gì đó, cả thế giới đều biết rồi. Mary, không được lẫn lộn giữa đời thực và kịch bản. Chào mừng mọi người đến với lâu đài Lannister. Tối nay, chồng của Lannister sẽ được định là một trong 3 vị hiệp sĩ này. Lão gia đã đặc biệt để lại 3 đề mục. Người chiến thắng sẽ được lấy tiểu Lannister xinh đẹp cao quý của chúng tôi. Hôn lễ sẽ được tổ chức ngay tại đây. Mình xem với. Đây là cái váy cưới của mình. Kích cỡ trang phục này đều được đặt theo số đo của cậu với Diệu Diệu. Bây giờ đã biết tôi cực khổ dụng tâm thế nào chưa? Hảo tử, đạo cụ này của cậu còn đẹp hơn cả trong nhà hát nữa. Lát nữa mình sẽ thả cho cậu thắng. Cậu hãy chuẩn bị đón dâu Dịu Dịu đi. Đừng có để công sức của tôi đổ sông đổ bể, không được tác dụng gì. Tiệm này mà ngỡm, cậu có suy nghĩ tới việc quyên góp nói cho đoàn kịch không? Trò chơi còn chưa bắt đầu, đừng nói mấy lời không may nữa. Còn chưa trả phí cho tôi nữa. Tiền tôi sẽ gửi cho cậu. Được, chúng ta tiếp tục. Không nói những việc ngoài kịch bản nữa. Mời. Được, vậy chúng ta tiến hành vòng thi đầu tiên. Tiểu thư Lannister vô cùng thích khiêu vũ. Bây giờ tôi sẽ mở một bài nhạc bất kỳ. Ba vị hiệp sĩ hãy nhảy ngẫu hứng. Cuối cùng sẽ do 3 quý cô có mặt tại đây bỏ phiếu quyết định ai sẽ thắng.
Được rồi, tiếp theo mời ba vị hiệp sĩ tiến vào khu vực biểu diễn. Khiêu vũ. Bây giờ tôi sẽ mở nhạc nền cho ba vị hiệp sĩ. Diễn viên cũng chỉ vậy thôi. Rất tốt mà. Hai người làm gì vậy? Nhảy đi. Người ta đang nhảy rồi kìa. Tiền Lan, cậu còn nhớ điệu nhảy súp lơ hồi cấp 3 không? Điệu nhảy súp lơ. Tôi quên gần hết rồi. Hảo Tử. Nhanh lên. Cậu muốn Diệu Diệu gả cho tôi hay là gả cho cậu ta? Nhanh lên. Được, dừng lại. Mời ba vị hiệp sĩ ngồi. Mời ba quý cô dựa trên điệu nhảy của các hiệp sĩ tiến hành bỏ phiếu. Tôi bầu Gareth. Hiệp sĩ Gareth. Tôi bầu cho Zoran. Tôi cũng bầu cho Zoran. Dàn xếp đấy à? Rõ ràng là mở nhạc cổ điển. Hai người đó nhảy điều gì chứ? Hình thức không quan trọng. Họ nhảy khiến các cô ấy vui. Đây chính là bản chất của nhảy múa mà. Tôi tuyên bố dòng này hiệp sĩ Zoran thắng. Hạo Tử, thế này cũng được à? Một người giống tôi muốn hóng chuyện, còn một người bị tôi mua chuộc. Xin đừng quá tiếc nuối. Dòng này là đề mục về văn hóa. Xin hỏi hiệp sĩ Gareth, hai người cùng đồng thời rơi xuống bẫy. Người đã chết kêu là người chết, vì người còn sống kêu là gì? Thế tôi ít đọc sách nên cậu lừa tôi à? Cậu gọi đây là câu hỏi văn hóa. Tôi sẽ coi đây là câu trả lời. Đáp án sai. Người sống kêu cứu mạng. Người dẫn chuyện cũng bị tôi mua chuộc rồi. Vậy tiếp theo xin hỏi hiệp sĩ Gareth, một bông hoa tại sao lại buồn cười? Không biết. Là gì? Nó có trò cười. Cái này còn buồn cười hơn đúng không? Dừng một chút. Mình thực sự không nhìn được nữa. Tuy rằng là bạn bè nhưng mình vẫn thật lòng khuyên một câu. Cậu bỏ tiết mục này đi. Nhạt nhẽo quá. Không thể bày trò cười nhạt nhẽo gì được. Khách hàng tới đây đều bị đông lạnh luôn mất. Được. Vậy tôi tiếp tục. Được, tiếp tục. Hiệp sĩ Zoran, xin hỏi Tam Quốc là những nước nào? Đây cũng gọi là câu hỏi à? Trả lời đi. Ngụy, Thục, Ngô. Đáp án chính xác. Ba dòng tháng 2. Tôi tuyên bố hiệp sĩ Zoran trở thành chồng của tiểu thư Lannister. Lập tức cử hành hôn lễ. Vỗ tay. Ngờ ra làm gì nữa? Thay đồ đi, thay đồ. Mau đi đi. Mời tiểu thư đi kết hôn nào. Đi, từ từ đã. Tôi cầm giúp cậu. Đi thôi. Tiểu Kỳ, mất cả buổi trời quá ra là để ghép đôi cho hai người họ à? Ánh mắt của Hạo Tử luôn tập trung lên hai người họ. Rõ ràng như vậy mà anh cũng không nhìn ra à? Các em cũng nên nói trước cho anh một tiếng chứ. Anh còn nghiêm túc làm nhiệm vụ vậy mà. Em xem, quá trang căng thành ra thế này. Anh cứ coi như tới diễn kịch đi. Diễn kịch gì chứ? Anh còn phân tích điều phối nhân vật, phản ứng của nhân vật. Không phải chỉ là chơi game thôi sao? Hiệp sĩ Zoran, anh có đồng ý lấy tiểu thư Lannister làm vợ không? Nói đi, mau nói. Đừng kiềm chế, nói ra đi. Tôi đồng ý. Nói lớn lên. Tôi đồng ý. Tốt.
Bất luận sau này bần cùng hay phú quý, bất luận cô ấy khỏe mạnh hay đau yếu, cậu cũng sẽ luôn nguyện ý ở bên cô ấy không? Tôi đều nguyện ý. Cả đời. Tiểu thư Lannister, cô có đồng ý gả cho hiệp sĩ Seren không? Cái đó bắt buộc phải làm theo kịch bản sao? Chúng ta đang chơi trò gì? Game nhập vai, không làm theo kịch bản sẽ phải chết. Vậy thì tôi đồng ý. Được, tôi tuyên bố hiệp sĩ Jaren và tiểu thư Lannister chính thức trở thành vợ chồng. Bây giờ hai bên trao nhẫn cưới cho nhau. Tốt, tốt. Tay. MC, cậu tránh đi chút. Nào, nhìn vào đây, nhìn vào đây. Kết hôn đứng xa nhau vậy làm gì? Cười lên, cười lên. Nào, nào, cười một cái. Tốt. Có thể tới tiết mục kế tiếp chưa? Cẩn thận, mình giúp cậu kéo khăn voan cho. Ngọt ngào thường ngắn ngủi. Được rồi, chúng ta tiến hành tiết mục kế tiếp. Này cậu, đừng có ngủ ở đây, cẩn thận cảm lạnh đấy. Ông à, không sao, sức khỏe cháu tốt, vừa rồi chợp mắt xíu thôi. Ghế này là của tôi. Không phải chứ ông ơi, ở đây nhiều ghế như vậy mà. Đây đây đây. Được rồi, ông ngồi đây đi. Được rồi, ông ngồi đi. Ông ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Ông mà, cháu có nhà, không phải người vô gia cư. Chỉ là cãi nhau với vợ, ra ngoài trốn chút cho thanh tĩnh thôi. Vợ tới tuổi mãn kinh, tính nóng. Phụ nữ tới độ đó, cảm xúc không ổn định, rất đáng sợ luôn. Cứ như một thùng thuốc nổ vậy, đụng vào cái là nổ tung luôn. Quan trọng là cô ấy nổi giận xong với ông, ông cũng chưa chắc đã biết bản thân đã sai ở đâu. Nếu chỉ là tức giận nhất thời cũng còn đỡ, cùng lắm là đập cái bát, ném cái chậu, chịu một trận là xong, chịu được. Nếu mà cô ấy giận ngầm là cứ như dùng dao cùng cắt thịt vậy, lôi hết toàn bộ thù cũ nợ mới ra tính, cứ như hồi tưởng lại toàn cảnh vậy. Trí nhớ phải gọi là vô cùng tốt. Ông nói xem, phụ nữ tới tuổi này quá khó hầu hạ. Có đúng không ông? Ông từng tuổi này chắc có kinh nghiệm nhỉ? Ăn. Không ăn. Không phải ăn hay không, mà có phải không? Nghe không rõ, nặng tai. Làm cháu nói cả buổi trời mà ông không nghe thấy. Được rồi, lãng tai cũng tốt. Cháu còn sợ làm phiền tới ông. Không nhìn thấy tốt, không nhìn thấy cũng tốt. Mắt không thấy, tâm không phiền. Tôi nói cậu này, đây là của tôi. Không phải chứ, cái đó không phải của ông hay sao? Ghế này cũng có ông à? Ông lần lượt ngồi à? Cái ghế này là của tôi. Cái này à? Cái này, tấm lót này là của ông à? Ngại quá, ngại quá. Ngồi của ông cả buổi. Được rồi, cháu cũng không ở đây nữa. Cảm ơn ông nhé. Cảm ơn tấm lót này của ông. Sau khi hôn lễ kết thúc, hiệp sĩ không được chọn, Jane Harris gửi một lá thư tới phòng của tôi.
Anh ta mời tôi 10 giờ tối tới hồ bơi bơi. Nhưng sau khi tôi đồng ý lời mời, lại phát hiện ra anh ta căn bản không có ở đó. Tôi đợi tới 11 giờ khuya, vẫn không thấy bóng dáng anh ta, nên đã rời đi. Không đúng. Cái này không thấy có rẽ nhánh mà. Chỗ nào không đúng? Hành động của nhân vật này, logic căn bản là không đúng. Trong này viết không đúng. Chỗ nào viết không đúng? Đầu tiên, tôi là một người mập. Sao tôi có thể tới hồ bơi hẹn hò với người mình thích chứ? Việc làm lộ thân hình, làm lộ khuyết điểm thế này không phù hợp với logic thông thường của nhân vật. Đây không phải chỉ là trò chơi thôi sao? Hành động của nhân vật căn bản không hề hợp lý. Tôi không chấp nhận được, không thể nào diễn tiếp được. Còn nữa là tôi mê luyến quyền thế của gia tộc Lannister. Tôi cũng đã có người mình thích rồi đúng không? Tôi lại còn to gan tham gia tuyển chồng. Điều này chứng tỏ người như tôi sẽ không bị tình cảm chi phối, làm việc vô cùng lý trí, có đúng không? Người như vậy lại ngang nhiên đi hẹn hò với người mình thích ngay trong tối ngày tranh cử thất bại. Cái này không phù hợp với thiết lập nhân vật rồi. Cái đó, Tây Châu, tôi xen vào một câu nhé. Bây giờ, thị trường game nhập vai vô cùng hot. Kịch bản tốt đều vô cùng hiếm có. Đa số các cửa hàng đều không dám đảm bảo mỗi một kịch bản đều đặc sắc. Khó tránh khỏi sẽ có kịch bản chất lượng thấp, tới tầng hầm luôn. Đúng rồi. Còn nữa, còn cả Linda, nhân vật của Tiểu Kỳ này. Đối với việc hẹn hò, không hề có chút hiềm nghi nào. Cậu vậy mà lại dám ở chỗ hồ bơi nhà bạn thân, đợi một tiếng đồng hồ mới đi. Cho xin đi, tên đàn ông hẹn em, ban ngày còn đang theo đuổi bạn thân em lại còn dám làm vậy. Huống hồ là còn trong nhà bạn thân nữa chứ. Đây chỉ là trò chơi suy đoán điều khả nghi, tìm ra hung thủ là được. Ai bảo anh đi phân tích chi tiết vậy chứ? Có gì sai đâu chứ. Tiểu Kỳ, em có phải là diễn viên không? Logic của nhân vật hỗn loạn như vậy em diễn được tiếp sao? Đầu tiên là phải chân thật thì em mới có thể tin. Em phải có niềm tin thì mới diễn được. Những điều cơ bản nhất giáo viên dạy ở trường em quên hết rồi à? Đương nhiên là không quên. Nhưng mà chúng ta không phải lên sân khấu biểu diễn, đâu cần phải nghiêm túc như vậy. Mấy giờ xong? Màn game nhập vai này mấy giờ xong? Phải xem họ cãi nhau tới mấy giờ. Anh mà diễn kịch thì sẽ chú trọng đến logic hành động của nhân vật. Nếu không thì anh không cách nào nhập vai được. Tình cảnh quy định trong này là để cho người bình thường chơi, chứ không phải cho diễn viên chuyên nghiệp. Chắc chắn phải khác biệt rồi. Em có phải diễn viên chuyên nghiệp không? Kịch bản nát như thế này em diễn được hay sao? Không phải vừa rồi cậu nói sao? Đây đâu phải là khảo sát nội bộ, đây là tranh chấp nội bộ mới đúng. Không phải chỉ là chơi game thôi sao? Bây giờ anh có đây phản bác em. Anh tiêu chuẩn kép vậy có gì hay chứ? Vừa rồi anh vẫn chưa nhập vai vào nhân vật mà. Anh phân biệt cho rõ sân khấu và hiện thực được không? Tiểu Kỳ, bớt nói vài câu đi. Người anh em, vừa phải thôi. Đây chỉ là một trò chơi thôi mà. Nghiêm túc quá là cậu thua rồi. Nếu như cậu cảm thấy kịch bản này không tốt thì tôi đổi cái khác, không phải là được rồi sao? Không cần phải thế này đâu. Đây không phải là vấn đề kịch bản không tốt, mà đây là vấn đề logic của nhân vật có hợp lý hay không. Tụi tôi thảo luận vấn đề chuyên ngành, các cậu nghe không hiểu là chuyện bình thường. Đúng, tụi tôi quả thật không phải dân chuyên, nhưng Tiểu Kỳ là thành viên nòng cốt của chúng tôi. Tôi không cho phép cậu dùng thái độ này với cô ấy. Hào tử, cậu bớt nói vài câu đi. Tại sao cũng chỉ là phản ứng với chuyện không phải với người mà, đúng không? Hảo tử, thôi bỏ đi, chúng ta đổi cái khác. Đổi gì mà đổi chứ? Trò chơi này đối với diễn viên chuyên nghiệp mà nói căn bản không có cảm giác gì. Tiểu Kỳ, chúng ta đi thôi, không chơi nữa. Em cũng đâu nói là sẽ không chơi. Anh dựa vào đâu mà đại diện cho em? Hảo tử, đổi kịch bản đi. Anh ấy không chơi, mình chơi. Được rồi. Tiểu Chiêu, đi lấy kịch bản được đánh giá cao nhất mang ra đây. Mau lên. Đừng tức giận mà, đừng tức giận. Chương trình của chúng ta tới đây. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Thầy Lôi, chào thầy. Chào cô. Là thế này, chị gái tôi là chủ nhiệm khoa ung bướu của một bệnh viện Lan Châu. Cô ấy muốn giới thiệu những nội dung về an dưỡng cuối đời của chúng ta. Cô ấy kêu tôi hôm nay phải hỏi xem thầy có thể tới chỗ cô ấy để đào tạo huấn luyện hay không. Lan Châu à? Đúng, để tôi xem đã. Gần đây dự án này của chúng ta quả thực là khá bận. Hơn nữa Lan Châu cũng có hơi xa, người bên chúng ta hình như không đủ. Đây là phải đi công tác sao? Đi Lan Châu à? Đúng, có thể sắp xếp cho tôi đi không? Tôi đi được.
Vậy về thời gian để tôi hỏi lại cô ấy, chắc chắn có thể sắp xếp sao cho tiện nhất. Được, đi được là tốt rồi. Xác định lại thời gian rồi cô báo cho tôi là được. Được, vậy thầy có thể ask WeChat không? Được, thầy Lâm. Anh đi được không đó? Gần đây anh cũng khá nhiều hoạt động, Lan Châu lại xa như vậy. Không sao, càng bận càng tốt. Khi nào ông gặp Diệu Diệu phải dạy dỗ nó một trận. Tôi với nó mới lầm lành không tiện nói. Ông xem đoạn sau clip kia đi, nguy hiểm biết chừng nào. Vậy mà nó cũng dám lên, lỡ như mà xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Còn bé là hăng hái làm việc nghĩa, có thể trở thành tấm gương hy vọng của thành phố, thậm chí là toàn quốc. Bà bảo tôi dạy dỗ nó thế nào? Không nói không được sao? Nó nhỏ làm việc nguy hiểm như vậy mà trở nên nổi tiếng, lỡ như thấy dễ dàng rồi sau này gì để nổi tiếng, mà chuyện nguy hiểm hơn cũng... Được rồi, tôi còn đang lái xe, chúng ta về nhà rồi nói. Lâm đại dĩ, ông ngày càng không có kiên nhẫn với tôi rồi. Ông rồi thêm Lâm Diệu Diệu, rồi thêm cả Lâm Cẩu Cẩu, không ai khiến tôi bớt lo cả. Tôi nào dám chứ, bà nói xem. Sếp có chỉ thị gì ạ? Diệu, bố cô bị tai nạn xe rồi.